Điều gì làm nên sự khác biệt siêu vi tảo 300 triệu Hajazi so với các sản phẩm khác trên thị trường? Trẻ hóa làn da, đảo ngược lão hóa, tái tạo tế bào cấp độ gen. Lý do, Hajazi là công ty duy nhất phân phối siêu vi tảo trên thị trường. Sản phẩm này được nghiên cứu bởi công ty Don, có các nghiên cứu về sản phẩm chuyên sâu, độc quyền trong công thức và công nghệ sản xuất. Siêu vi tảo uống 300 triệu Hajazi chứa tế bào vi tảo siêu phân tử chỉ có bên Don sở hữu. Đây là phương pháp mang công nghệ duy nhất trên toàn thế giới. Lý do tại sao siêu vi tảo có thể thay đổi cấp độ gen. Siêu vi tảo 300 triệu phân tử có công nghệ tách chiết, thẩm thấu nhanh, thể hiện độ chất, hiệu quả nhanh và sự khác biệt. Hai hoạt chất độc quyền có trong sản phẩm siêu vi tảo 300 triệu Hajazi là axit nucleic và polysaccharide. Trong đó, hoạt chất axit nucleic có chứa cả hai bộ đôi DNA, RNA và IPS. Đây là hoạt chất chứa cả hai bộ đôi này trên thị trường mà chưa sản phẩm nào có. Axit nucleic đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng các cấu trúc của tế bào, góp phần thúc đẩy sự trẻ hóa của các DNA và RNA. Bên cạnh đó, sản phẩm này chứa 300 triệu phân tử siêu vi tảo. Đây là một nồng độ phân tử kích thước siêu nhỏ sẽ giúp các axit nucleic sẽ liên kết với các protein tự nhiên khi chúng xâm nhập vào da cũng như xâm nhập vào tế bào. Với các sản phẩm khác trên thị trường hiện có thì chỉ có một trong hai bộ đôi trên. Điều này sẽ hạn chế quá trình hấp thụ vào cơ thể sẽ chậm hơn. Vì vậy, siêu vi tảo 300 triệu Hajazi sẽ mang lại hiệu quả tốt và nhanh trong 7 đến 12 ngày bởi con số siêu phân tử tảo chứa bên trong rất nhiều và cơ thể hoạt động của các hoạt chất bên trong rõ ràng.